xe nào 10.000 không? 10k. Này, mình không có tiền mua xe này vậy. Cái xe gì mà bé xíu kìa, bé hơn cả cái điều khiển này. Trời ơi, xe thì đua không? Đua luôn sợ gì. Cái xe bé như thế này thì đua thế nào được. Thua, thua. Vài đi, vài, vài, vài. 1, 2, 3. Buồn làm gì? Đừng bao giờ coi thường người khác.